Thân mến chào quý vị và các bạn trở lại với LTK Bonsai. Hôm nay kênh có về chỗ xã Long Thới, thuộc huyện Cái Mơ, tỉnh Bến Tre, để mời quý vị và các bạn giao lưu với chỗ em Xuân. Đây là vườn kiểng của em Xuân ha, có một số cây bonsai rất là đẹp, lớn luôn. Rồi giờ mình gặp em Xuân hả quý vị các bạn. Rồi chào bé Xuân ơi. Dạ em chào quý cô chú anh chị em. Đến với clip hôm nay thì em xin giới thiệu quý cô chú anh chị em một số mặt hàng là ổi tàu, Mai Chiếu Thủy, Linh Sam và Sam Núi me ha. Quý cô chú anh chị em, địa chỉ nhà em là ấp An Thạnh, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Có muốn mua hàng mà liên hệ với em á, thì qua số điện thoại hoặc Zalo là 0356 731 116 nha. Rồi khởi đầu clip hôm nay thì em xin giới thiệu quý cô chú anh chị là một cây Linh Sam nha. Linh Sam mã số 1C. Dạ. Dáng rất là đẹp luôn, bông tím, cây đang lên hoa luôn. Rồi em xin phép đo kích thước nha. Hoành là 36 hoành. Cao là 42 và tán ngang là 69. Cây này là cây Linh Sam song hình bông tím nha. Mã số 1C này em xin báo giá là 3,5 triệu bao ship. Rồi, 1C 3.500.000 đồng. Bao ship. Bao ship. Dạ. Ship luôn chậu ha, ship là dạ, chậu. Đúng luôn. Rồi. Cây thân lắc rất là duyên cây luôn. Rồi. Dạ. Rồi tiếp theo là đến mã 2C. Rồi. Rồi tiếp theo là mã 2C. Dạ, tiếp theo mã số 2C em xin giới thiệu quý cô chú anh chị em là một cây Nguyệt Quế lá sắn bông chùm nha. Rồi, Nguyệt Quế lá sắn bông chùm. Em mới thấy cái hoa này, có hoa luôn không? Dạ, cây này đang lên chân bông rất là nhiều luôn, kính cây hết. Đây. Dự là khoảng một tuần nữa là sẽ trổ hoa nha. Rồi em xin phép em đo kích thước. Kích thước cây này là hoành 20. Cao là 54 chiều cao. Và tán ngang là 60. Cây này em xin báo giá là 1,5 triệu bao ship. 1.500.000 đồng. Mã 2C 1,5 triệu bao ship nha quý cô chú anh chị em. Mã số 2C. Dạ. Rồi đỡ cây ha. Dạ. Tới mã 3C. Rồi tiếp theo là mã 3C. Mã 3C em xin giới thiệu cho quý cô chú anh chị em biết là cây Mai Chiếu Thủy lá trung. Cây trung nu lùng trực lắc. Mã 3C. Mini. Hàng mini. Để bàn nha. Cây già lắm. Rồi, số rồi em xin phép đo kích thước nha. Hoành cái này là 17 hoành. Cao là 31 và tán ngang là 40. Cây mã 3C này em xin báo giá là 2 triệu bao ship. Rồi 2 triệu đồng. 2 triệu bao ship. Mã số 3C. Rồi tiếp theo đến cây 4C. Rồi tiếp theo là mã 4C. Mã số 4C em xin giới thiệu với cô chú anh chị em là cây ổi tàu nhé. Co quái, đang cho trái luôn. Trái từ trong thân ra. Rồi lắc dữ dạ. Cây đế cũng đẹp nữa. Rồi em xin phép đo kích thước nha. Hoành cây này là 21 hoành. Cao lên là 32 chiều cao. Và tán ngang là 67. Cây mã 4C này có giá là 2 triệu bao ship ạ. 2 triệu đồng bao ship. 2 triệu đồng bao ship cây ổi tàu ạ. Rồi đến mã số 5C. Tiếp theo là mã số 5C. Mã số 5C em xin giới thiệu cho quý cô chú anh chị em là cây đây là cây Linh Sam song hình nha. Cây đang lên hoa đầy cây luôn. Về mình chỉ chơi thôi nha quý cô chú anh chị em. Cây thuần chậu rồi, em ship cả chậu luôn ạ. Và ôm chính tàn luôn. Dạ. Rồi em xin phép em đo kích thước. Hoành cây này là 36. 36 hoành. Cây bự. Hoành bự. Cao là 47. Tán ngang là 68. Cây này em xin báo giá là 2,5 triệu bao ship. 2.500.000 đồng bao ship. Mã số 5C. Mã số 5C 2,5 triệu bao ship. Đẹp quá. Tiếp theo là mã số 6C. Mã số 6C là em xin giới thiệu quý cô chú anh chị là một cây Hồng Ngọc Mai nha. Hồng Ngọc Mai. Hồng Ngọc Mai đang cho hoa đầy cây luôn. Hoa trái có đủ chưa? Dạ. Rồi em xin phép em đo kích thước. Hoành cây này là 16. 16 hoành. Cao là 35. Và tán ngang cây này là 40. Mã số 6C này giá là 1,5 triệu bao ship ạ. Rồi 6C 1.500.000 đồng. 1.500.000 đồng bao ship. Bao ship Hồng Ngọc Mai luôn. Dạ. Rồi đổi cây em ơi. Dạ. Rồi tiếp theo là mã số 7C. Mã số 7C em xin giới thiệu cho quý cô chú anh chị em là một cây ổi tàu nữa. Ổi tàu. Dạ. Cây đang lên phơm tàn rất là đầy và rất là đẹp luôn. Cái tán cây rất là duyên. Rồi em xin phép đo kích thước nha. Hoành cây này là 17. 17 hoành. Cái tán bay ra là 71. Tán ngang là 54. Mã số 7C này em xin báo giá là 2,5 triệu bao ship ạ. Rồi 7C 2.500.000 đồng. 2,5 triệu bao ship mã số 7C. Ổi tàu nha mọi người. 7C 2,5 triệu bao ship. Rồi đổi cây ha. Dạ em xin phép đổi cây ạ. Rồi tiếp theo. Tiếp theo em xin giới thiệu quý cô chú anh chị em là mã số 8C nha. Một cây Linh Sam phối tiểu cảnh, phối tượng nha. Cây này là Linh Sam siêu hoa. Linh Sam siêu hoa. Phối tượng chú Tiểu để bàn. Trực cắt luôn. Dạ em xin phép em đo kích thước. Hoành cây này là 16. 16 hoành. Cao là 41. Và tán ngang là 54. Cây này em xin báo giá là 1,4 triệu bao ship. Mã số 8C. Rồi. 1,4 triệu bao ship ạ. Rồi, đổi cây ha. Dạ. Tiếp theo là mã số 9C. Rồi. Mã số 9C em xin giới thiệu với cô chú anh chị em. Đây là một cây Mai Chiếu Thủy nha. Một cây Mai Chiếu Thủy lá trung. Chiếu hàng mini để trung. Bàn. Dạ. Chậu bonsai mini luôn. Bonsai mini luôn. Cây già. Rồi em xin phép em đo kích thước. Hoành cây này là 16. 16 hoành. Cao là 25. Và tán ngang là 37. Mã số 9C này em xin báo giá là 2 triệu bao ship ạ. Rồi 9C 2 triệu bao ship mã số 9C. Rồi đỡ cái em. Dạ. Rồi tiếp theo là mã 10C. Mã 10C em xin giới thiệu quý cô chú anh chị em là một cây Linh Sam siêu hoa nha. Linh Sam siêu hoa. Cây co lát cành rớt. Rồi. Lượng luôn. Em xin phép đo kích thước cây này. Hoành cây này là 18. 18 hoành. Cao là 34. Tán ngang là 45. Cây này em xin báo giá là 1,3 triệu bao ship ạ. 1.300.000 đồng bao ship toàn quốc. 1,3 triệu bao ship toàn quốc cả chậu luôn. Mã số 10C. 10C. Đỡ cây ha. Đến cây 11. Rồi tiếp theo là mã 11C. Mã số 11C em xin giới thiệu quý cô chú anh chị em là một cây hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai đang cho hoa cho trái luôn. Đây trái rất là đẹp. Hàng mini để bàn, em ship cả chậu luôn. Cây này hoành cũ của nó là 45. 45 hoành. Hoành thân của nó là 17. Rồi. Cao là 29. Và tán ngang là 36. Cây này em xin báo giá là 1,5 triệu bao ship. Mã số 11C. 11C. 1,5 triệu bao ship ạ. Rồi. Cả chậu luôn. Đổi cây ha. Dạ. Rồi tiếp theo là mã 12C. 12C em xin giới thiệu quý cô chú anh chị em là một cây linh sam nha. Linh sam song hình. Mà màu này hình như màu tím than nè. Tím than. Rồi em xin phép em đo kích thước nha. Hoành cây này là 29. 29 hoành. Dạ. Cao là 33. Và cái tán của nó là 70. Cây 12C này em xin báo giá là 3,5 triệu bao ship ạ. 12C 3,5 triệu bao ship, 500.000 đồng. Co lắc nha. Nhạo. 3,5 triệu bao ship cây 12C. Rồi đổi cây ha. Dạ. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là mã 13C. Em xin giới thiệu quý cô chú anh chị em đây là một cây linh sam siêu hoa nha. Cây thân lắc đang lên chân hoa. Thân lắc mà lắc hơi gắt luôn. Dạ. To gắt. Rồi em xin phép em đo kích thước nha. Hoành cây này là 16. 16 hoành. Cao lên là 36. Và tán ngang là 53. Cây 13C này em xin báo giá là 1,3 triệu bao ship ạ. 13C 1,3 triệu đồng. Bao ship. Rồi. Đổi cây ha. Dạ. Tiếp theo là mã 14C. Mã 14C em xin giới thiệu cho quý cô chú anh chị em đây là một cây cần thăng nha. Cần thăng. Dạ em xin phép em đo kích thước. Hoành của nó là 30. Cao là 31. Và tán ngang là 36. Cây này giá là 900.000 bao ship nha quý cô chú anh chị em. Rồi 900.000 đồng. 900.000 đồng bao ship mã 14C. Rồi đổi cái em. Dạ. Rồi tiếp theo là mã 15C. Tiếp theo là mã 15C. Em xin giới thiệu là một cây sam núi. Sam núi trái. Đổ. Dán thác đổ. Rồi em xin phép em đo kích thước nha. Hoành thân của nó là 11. 11 hoành. Tán đổ nó 63. Tán ngang của nó là 32. Cây này em xin báo giá là 2 triệu bao ship. Mã 15C. Rồi 2 triệu đồng. 2 triệu đồng bao ship. 15C. 15C. Đổi cây ha. Dạ. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là mã 16C. 16C. Em xin giới thiệu quý cô chú anh chị em đây là một cây linh sam siêu hoa nha. Rồi em xin phép em đo kích thước. Hoành cũ của nó là 19. 19 hoành. Cao là 39. Tán ngang là 43. Mã số 16C này em xin báo giá là 1,3 triệu bao ship ạ. 16C 1,3 triệu đồng. 1,3 triệu bao ship. Rồi đổi cây ha. Dạ. Rồi tiếp theo là mã 17C. 17C em xin giới thiệu cho cô chú anh chị em là cây này là một cây me thái nha, me ngọt. Me thái. Dạ. Co lắc rất là đẹp luôn. Phụ gia nhìn đã ha. Dạ. Rồi em xin phép em đo kích thước nha. Hoành cây này là 25. 25 hoành. Cao là 47. Tán ngang là 50. Em xin báo giá cây này là 3 triệu bao ship ạ. 3 triệu đồng. 3 triệu đồng cây 17C. 3 triệu đồng bao ship cây me ngọt ạ. Rồi me thái em. Dạ. Rồi tiếp theo là mã 18C. Mã 18C em xin giới thiệu cho quý cô chú anh chị em biết đây là một cây ổi tàu nha. đang cho trái luôn. Dán đổ hình chữ C luôn. Dạ. Không dòng. Cây thân lắc. Cái này bay, cành bay ra nó cũng bay xa nữa. Rồi em xin phép em đo kích thước nha. Quanh cái này là 19 quanh. Cái tán nó bay ra là 95. Cái tán ngang là 54. Cây này có giá là 2,5 triệu bao ship ạ. 2.500.000 đồng, mã số 18C. Dạ, 2,5 triệu bao ship. Ổi Tàu. Đang cho trái. Rồi đổi cây ha. Dạ. Rồi tiếp theo là mã 19C. Mã 19C này em xin giới thiệu quý cô chú anh chị em, đây là một cây sam núi trái nha. Cây có dáng thác đổ. Bộ đế cũng rất là đẹp luôn, bộ đế quái. Rồi em xin phép em đo kích thước nha. Hoành cũ của nó là 21 ạ. 21 hoành. Đổi xuống là 50. Tán ngang là 42. Cây này em xin báo giá là 2 triệu bao ship. Cây 19C giá 2 triệu bao ship ạ. Rồi 19C 2 triệu đồng. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Ship cả chậu luôn. Sam núi trái nha mọi người. Rồi em xin phép em lên cây khác. Tiếp theo là mã 20C. Dạ 20C em xin giới thiệu với quý cô chú anh chị em, đây là một cây linh sam bông trắng phớt hồng nha. Cây đang lên chân bông là kính cây luôn. Kính cây luôn, cây này mà trổ ra một cái là trắng cây hết. Co lắc lượng, bay xa luôn. Rất là đẹp. Cây này cây bán đổ ạ. Phớt hồng. Dạ, em đem quay một vòng cho mọi người xem nha. Cây già nên, lý do cây già nên bông nó rất là nhiều nha quý cô chú anh chị em. Em xin phép em đo kích thước cây này. Hoành của nó là 26. 26 hoành. Cái tán mà đổ của nó là 86. Rồi, tán đổ 86. Rồi, tán ngang là 50. Cây này có giá là 3,5 triệu bao ship. 3.500.000 đồng, mã số 20C. 20C 3.500.000 đồng. Một cây linh sam bông trắng phớt hồng. Rồi, đỡ cây luôn ha. Dạ. Tiếp theo là mã 21C. 21C em xin giới thiệu với quý cô chú anh chị em, đây là một cây linh sam siêu hoa nha. Cây thân lắc, trực lắc luôn. Phong cao thoát cây. Rồi em xin phép em đo kích thước. Hoành của nó là 22. 22 hoành. Cao là 38. Tán ngang là 42. Cây này em xin báo giá là 1,3 triệu bao ship ạ. 1.300.000 đồng. 1,3 triệu bao ship cho cây linh sam siêu hoa này ạ. Rồi, em ship cả chậu luôn nha bà con. Rồi. Rồi tiếp theo là mã 22C. Tiếp theo là mã 22C em xin giới thiệu với quý cô chú anh chị em, đây là một cây Hồng Ngọc Mai nha. Hồng Ngọc Mai đang lên bông lên trái luôn, bộ đế đẹp. Rồi em xin phép em đo kích thước nha. Hoành cũ của nó là 41. 41 hoành cũ. Hoành thân là 18. Cao là 40. Và tán ngang là 42. Cây 22C này em xin báo giá là 1,5 triệu bao ship ạ. Rồi 1.500.000 đồng, mã số 22C. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn. 1,5 triệu bao ship một cây Hồng Ngọc Mai. Mã số 22C. Rồi đổi cây ha. Tiếp theo là mã 23C. Tiếp theo là mã 23C em xin giới thiệu quý cô chú anh chị em, đây là một cây sam trái nha. Sam trái. Sam núi trái. Cây này dáng quyền nha. Cây này mình phối tiểu cảnh lên rất là đẹp nha quý cô chú anh chị em. Hoành của nó là 10. Hoành 10. Cao là 39. Và tán ngang là 47. Cây này có giá là 1,8 triệu bao ship ạ. Mã số 23, 1,8 triệu bao ship. Rồi, Đỡ cây luôn em. Dạ. Rồi tiếp theo là tiếp theo em xin giới thiệu quý cô chú anh chị em, đây là một cây hoa giấy Mỹ Riêng nha. Cây này do cái dáng nó bay nên cái tàn nó hơi nặng, mình về mình phối vô một cái chậu lớn á thì cái cây nó sẽ đứng vững hơn. Đây, anh quay giùm em cái đường cũ của nó này. Cũ của nó bự lắm nha quý cô chú anh chị em. Này hoa giấy Mỹ Riêng nha, đang lên vòng lên. Dạ đang lên hoa đầy cây luôn. Em xin phép em đo kích thước luôn nha. Cây này cái dáng bay ạ. Hoành cây này là 48. 48 hoành. Tán ngang là 70. Bay ra là 73. Nó là hoa giấy Mỹ ha. Hoa giấy Mỹ Riêng luôn. Riêng luôn. Dạ cây này em xin báo giá là 4,5 triệu bao ship ạ. Rồi 4.500.000 đồng bao ship. Dạ. Mã số 24C 4.500.000 đồng. Rồi em xin phép đổi cây. Rồi tiếp theo là mã 25C. Mã 25C cũng là mã cuối cùng luôn nha mọi người. Em xin giới thiệu đây là một cây Linh Sam siêu hoa phối tượng nha. Mã 25C. Rồi em xin phép em đo kích thước cây này. Hoành là 20. 20 hoành. Cao là 31. Và tán ngang là 47. Cây này em xin báo giá là 1,4 triệu bao ship. Mã 25C có giá 1,4 triệu bao ship ạ. Rồi 1.400.000 đồng. Dạ. Bao ship luôn chậu tự ha. Dạ. Dạ bây giờ đây cũng là cây cuối cùng. Mọi người có muốn mua cây ủng hộ em thì liên hệ em qua Zalo là 0356 731 116 nha. Địa chỉ nhà của em là ấp An Thạnh, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Em cảm ơn mọi người đã xem clip của em nhiều nha. Rồi cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi đến cuối video ha. Dạ, kính chào tạm biệt.